Xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay, Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn các động tác yoga để giúp cho chúng ta kéo giãn phần lưng của chúng ta, kéo giãn phần xương sống để giúp cho chúng ta giảm những cơn đau ở lưng và cũng hơn nữa là để giúp cho lưng của chúng ta linh hoạt hơn. Những động tác này sẽ rất là tốt để giúp cho các bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều, bởi vì xương sống của chúng ta gần như là một phần rất là quan trọng của cơ thể. Ha, thì mình hy vọng là bạn sẽ thích video ngày hôm nay. Đầu tiên, là chúng ta sẽ khởi động cổ của chúng ta, bởi vì cổ của chúng ta cũng liên quan đến phần lưng của chúng ta. Nó sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa những cái căng thẳng rất là nhiều. Thì các bạn lấy tay phải chúng ta đặt lên vùng đầu bên trái và chúng ta kéo nhẹ đầu sang bên phải như thế này. Tôi đều ở đây. Rồi, tương tự, các bạn lấy tay trái và chúng ta đặt lên vùng đầu bên phải, chúng ta kéo nhẹ đầu sang bên trái. Hít thở đều ở đây. Rồi, tiếp theo chúng ta dùng hai tay đặt lên ngực cằm và chúng ta đẩy cằm nhẹ lên. Hít thở đều. Rồi, dùng hai tay đặt ở sau gáy như thế này và chúng ta kéo nhẹ đầu xuống. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Ok, đó là tốt. Rồi, các bạn ngồi ở tư thế này ha. Chúng ta sẽ cuộn tròn vai của chúng ta, cuộn tròn lưng và vai. Thì các bạn đặt hai tay ở hai bên hông như thế này ha, giữ cho lưng thẳng. Rồi, ở tư thế này, hít vào chúng ta sẽ thu bụng lại và thu ngực lại một tí xíu ha. Rồi, thở ra chúng ta cuộn tròn vai lên và mở ngực ra như thế này ha. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Rồi lần cuối, hít vào, thở ra. Ok. Rồi, tiếp theo, các bạn chống hai tay ở đằng sau như thế này. Ok không? Chống hai tay ở đằng sau như thế này ha. Rồi. Rồi, hít vào ha. Chúng ta sẽ đẩy mở ngực ra như thế này. Và ngửa cổ ra đằng sau. Thở ra. Chúng ta đưa hai tay về phía trước như thế này. Và ngồi xuống. Hít thở đều ở đây. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Chúng ta nghiêng về sau và đẩy bó ngực ra. Thở ra. Nghiêng người về trước. Hít thở đều. Rồi, tiếp theo chúng ta nằm lên tư thế chiếc bàn ha. Lần thắt cat cow. Mèo và bò. Rồi. Ở tư thế này ha, các bạn chống hai tay song song với nhau, hai tay song song với hai chân, ok không? Rồi, ở tư thế này giữ cho lưng thẳng. Hít vào chúng ta thả bụng xuống và nâng cầm lên. Thở ra, thu bụng lại và cuộn tròn lưng lên. Hít vào, thả bụng xuống và nâng cầm lên. Thở ra, thu bụng lại và cuộn tròn lưng lên. Hít vào, thả bụng xuống và nâng cầm lên. Thở ra, thu bụng lại và cuộn tròn lưng lên. Rồi, ok. Trở về tư thế bình thường ha. Rồi, cũng ở tư thế chiếc bàn. Hít vào, các bạn đưa tay phải về trước ha. Và chúng ta đưa chân trái lên. Hít thở đều ở đây ha. Giữ thăng bằng trong thế này. Và kéo dài tay về phía trước và chân về phía sau. Giống như là cọng chỉ được kéo ha. Đó, hít thở đều ở đây. Cổ thì chúng ta giữ cho thẳng với lưng. Hít vào. Thở ra. Rồi, đặt tay xuống. Rồi, tương tự, hít vào. Chúng ta nhấc chân phải lên và tay trái lên ha. Kéo dài tay về phía trước và chân về phía sau. Hít thở đều ở đây. Hít vào. Thở ra. Rồi,
xuống ha. Ok, rất là tốt. Rồi các bạn nằm lên mặt đất như thế này ha, nằm lên mặt đất như thế này đó, chúng ta đưa hai tay về phía trước như thế này, ok không? Rồi ở tư thế này, hít vào các bạn nhấc chân trái lên và tay phải lên ha, kéo dài tay về phía trước và chân về phía sau đó, thả lỏng cổ ha, hít thở đều ở đây, hít vào thở ra, hít vào thở ra, rồi đặt tay xuống, rồi hít vào nhấc tay trái và chân phải lên, hít thở đều ở đây, hít vào thở ra, hít vào thở ra, rồi ok rất là tốt. Rồi hít vào, các bạn chống hai tay lên ha, rồi thở ra, chúng ta về tư thế em bé lỗi các bạn, rồi là về tư thế em bé. Thì tư thế em bé các bạn tách hai đầu gối ra và chúng ta nằm thân và giữa hai gối như thế này đó, hai tay duỗi về phía trước. Tôi đều ở đây. Rồi, ok. Chúng ta đứng lên ha. Rồi các bạn đứng lên ở tư thế này ha. Chúng ta sẽ kéo dài lưng của chúng ta với một động tác. Các bạn đứng như thế này, đó. Rồi, ở tư thế này thì chúng ta sẽ đưa hai tên mình và chúng ta sẽ kéo dài như thế này. Thì các bạn đầu tiên là chúng ta đứng ở đây, sau đó là các bạn muốn hít vào, các bạn nhón hai chân lên ha, nhón hai chân lên đó, tập cân bằng ở đây luôn ha, hít thở đều ở đây, hít vào thở ra, rồi hít vào, chúng ta đưa hai tay lên ha, đưa hai tay lên và chúng ta muốn là chúng ta kéo dài lưng ra, thở hít thở đều ở đây. Rồi, hít vào. Thở ra, chúng ta hạ gót chân xuống và chúng ta trường người về phía trước. Như thế này. Hít thở đều ở đây. Đó, chúng ta muốn là chúng ta kéo dài lưng ra ha. Mình sẽ quay về mình. Hít thở đều. Hít vào. Thở ra, chúng ta gập người xuống. Rồi, hít vào, chúng ta lại kéo hai tay lên. Nâng hai tay lên như thế này đó, và chúng ta kéo dài người ra ha, các bạn cũng có thể đan tay lại nếu muốn, còn nếu không chúng ta cứ duỗi thẳng hai tay ra, rồi thở ra, chúng ta gập người xuống, rồi hít vào, chúng ta kéo dài lưng ra như thế này, thở ra gập người xuống, hít vào nâng hai tay lên, rồi ok tuyệt vời, thở ra chúng ta chụm hai tay ở trước ngực ha, hít thở đều đây, hít vào thở ra, rồi ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái bài tập giãn lưng ha. Rồi các bạn nằm lên mặt đất như thế này, rồi thì ở động tác tiếp theo này là động tác chiếc cầu ha, thì có hai cách để các bạn có thể làm. Đó. Cách dễ ha, cách dễ là các bạn lấy một cái gối, lấy một cái chăn và chúng ta kê ha, để mình các bạn, rồi các bạn lấy một cái gối và cái chăn và chúng ta kê ở phần nối giữa lưng dưới và xương chậu ha, đó ở đây chúng ta không kê ở lưng dưới và chúng ta không kê ở xương chậu mà phần nối ha, đó rồi các bạn không cần phải kê cao, chúng ta cũng có thể kê thấp như thế này, ok không? Đó đây là biến thể dễ của tư thế chiếc cầu ha. Như là chỉ cần nằm ở đây và lưng của các bạn sẽ cảm giác được thư giãn rất là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta có thể đạp hai chân xuống đất và chúng ta nâng cái phần hông và mông của chúng ta lên như thế này, dùng hai tay chúng ta đỡ lấy cái hai phần bên hông ha, đỡ như thế này, hít thở đều ở đây, hít vào thở ra, hít vào thở ra, rồi ok rất là tốt. Đó thì đó là một cái tư thế như mình có nói đó, thì nếu như mà các bạn
muốn thư giãn và kéo giãn lưng của chúng ta một cách tự nhiên và dễ dàng thì chúng ta đặt một cái gối ở dưới vùng nối giữa lưng dưới và xương chậu, và chúng ta nằm, cứ nằm ở đây thôi. Đó, nó sẽ giúp cho lưng của chúng ta được thư giãn rất là nhiều ha. Rồi, ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ vặn xương sống của chúng ta cho nó giãn ra ha. Rồi, các bạn nằm ở đây, ok không? Và duỗi thẳng hai chân ra. Rồi, ở đây thì các bạn nâng cái chân trái lên ha, nâng chân trái lên và chúng ta xoay người nằm sang bên phải như thế này. Đó, chúng ta xoay người và nằm sang bên phải như thế này. Ok không? Rồi, lấy tay phải nắm lấy cái đầu gối chân trái và tay trái chúng ta nâng lên và chúng ta vặn người sang bên trái ha. Đó, như thế này. Ok không? Đó, nằm thư giãn ở đây. Rồi, ok, tương tự cho bên kia. Chúng ta nhấc cái đầu gối chân phải lên ha. Đầu gối chân phải lên và chúng ta nằm xoay sang bên trái như thế này. Nhấc tay phải lên và chúng ta xoay người sang bên phải. Đó, như thế này. Thư giãn cuộc sống của chúng ta rất là đều ha. Hít vào, thở ra. Ok, rất là tốt. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn các động tác yoga để giúp cho chúng ta kéo giãn phần lưng cũng như cột sống của chúng ta. Thì những động tác này sẽ giúp cho các bạn sửa cái tư thế và cũng như là kéo giãn phần lưng rất là nhiều để giảm những cái triệu chứng đau ở lưng nữa. Thì mình hy vọng là bạn thích video vừa rồi. Nếu bạn thấy hay thì like, và nếu thấy bổ ích thì subscribe và share cho bạn bè cùng xem. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào trong những video tiếp theo. Xin chào. Peace.